Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt 41% so với lực lượng lao động, tăng trên 5% so với đầu năm 2022. Tuy nhiên, theo đánh giá thì tỷ lệ này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vì Hưng Yên là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp và đô thị, hiện đang thu hút và tạo việc làm cho khoảng trên 670.000 người lao động. Nhằm tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện Long Win, khu công nghiệp dệt may Phố Đôi B, thị xã Mỹ Hảo là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ nước ngoài. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2019, ngoài việc thực hiện tốt các quy định của nhà nước và của tỉnh liên quan đến sản xuất kinh doanh, công ty luôn là đơn vị tiêu biểu trên địa bàn thực hiện tốt luật bảo hiểm xã hội. Hiện công ty có trên 500 công nhân, người lao động trong nước và nước ngoài đều được tham gia đóng và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đạt 100%. Tất cả tăng giảm chế độ cho người lao động hoặc chế độ ốm đau thai sản, chúng tôi đều chốt theo làm theo tháng đối chiếu với cơ quan bảo hiểm. Ở bên bảo hiểm Mỹ Hào, các cán bộ rất là nhiệt tình, hướng dẫn chúng tôi mọi cái quy định mới để làm sao thực hiện cho tốt. Các doanh nghiệp chúng tôi là toàn bộ người nước ngoài đều tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định và mọi chế độ cho người nước ngoài làm việc, các chuyên gia làm việc tại Việt Nam đảm bảo theo đúng quy định của luật bảo hiểm Việt Nam. Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh tăng nhanh, kéo theo đó là sự gia tăng về lực lượng lao động để tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội trong các đơn vị sử dụng lao động. Ngành bảo hiểm xã hội đã đa dạng các hình thức tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời tập trung nguồn lực triển khai đồng loạt các giải pháp để mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giảm tối đa thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động khi thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 90% đơn vị doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. Công ty đang thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho gần 2.000 công nhân viên chính thức tại công ty với số tiền trên 4 tỷ đồng. Trong cái việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ như là chi trả những cái chính sách quyền lợi cho người lao động đã được bên phía doanh nghiệp phối hợp với cả bên phía bảo hiểm xã hội được thực hiện qua các phần mềm điện tử rất là thuận tiện, giúp cho doanh nghiệp không còn phải mất thời gian và nhân lực để đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm các thủ tục như ngày trước nữa. Tôi cũng đã cài ứng dụng VNSSD để thì tôi cũng có thể kiểm tra về cái mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và quá trình tham gia bảo hiểm của mình. Đi khám chữa bệnh thì cũng có thông tin ở trên cái ứng dụng đấy hết ạ. Mình có thể theo dõi qua cái ứng dụng đấy. Ngoài việc chi trả đầy đủ kịp thời các chế độ cho người thụ hưởng, công tác quản lý giám sát việc doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với người lao động cũng được ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với các ngành chức năng tăng cường, nhất là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua đó, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Công ty của chúng tôi thì thứ nhất là mới thành lập, gần như công nhân của chúng tôi là công nhân thời vụ, thuê ngắn ngày đấy, chứ không phải là công nhân gắn bó lâu năm với công ty. Cho nên để mà cái chi trả cái công tác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì gần như là cũng đang rất hạn chế. Thanh tra giúp cho doanh nghiệp biết thêm về các luật mới, rút kinh nghiệm và bổ sung hoàn thiện thủ tục về mặt pháp lý cũng như là các chế độ đầy đủ đối với người lao động. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra 114 đơn vị, thu hồi gần 300 triệu đồng đối với gần 530 lượt người hưởng bảo hiểm xã hội ngắn hạn sai quy định nộp về quỹ bảo hiểm xã hội. Đôn đốc các đơn vị nộp trên 28 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội. Trong thời gian vừa qua thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và báo cáo Ủy ban tỉnh ban hành cái chỉ thị về cái việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội người lao động trên địa bàn tỉnh, giao cho từng cấp, từng ngành và từng đơn vị đứng lên chủ trì, tăng cường hơn nữa cái việc mà thanh tra liên ngành để trong lĩnh vực đóng nộp của các đơn vị. Thanh tra thấy các đơn vị có dấu hiệu tức là chây ì hoặc trốn đóng thì chúng tôi sẽ chuyển các cái hồ sơ đó hoàn thiện để chuyển sang cơ quan công an. Thì từ khi điều tra đó mà có dấu hiệu vi phạm thì xử lý theo quy định pháp luật để đảm bảo cái quyền lợi an sinh cho người lao động trên địa bàn, đảm bảo môi trường đầu tư là nó bình đẳng. 6 tháng đầu năm nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã khai thác được 93 doanh nghiệp với trên 1.000 người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hiện toàn tỉnh đang có trên 251.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 91,8% so với kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục bảo hiểm xã hội với mọi người xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.